Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2021 thì giá mít Thái so với ngày hôm qua cũng không có biến động gì nhiều, giá vẫn ở mức rất thấp luôn. Và giá như thế nào thì kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật đến cho quý bà con như vậy. Tình hình hiện tại thì là tại vườn thì mít đã rất là ít rồi, tại vì cái đợt trước cách đây khoảng 2-3 tuần là mít rộ thì bà con mình cũng đã bán hết rồi, nhưng mà tuy nhiên do tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn cho nên là giá mít vẫn chưa có thể tăng trở lại. Rồi, ngay bây giờ thì mời quý bà con mình cập nhật giá mít ngày hôm nay nha bà con nha. Kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ ghi rõ ở trên màn hình để quý bà con nếu mà nghe không kịp thì mình nhìn trên màn hình cũng thấy được nha bà con nha. Rồi, giá mít vẫn là tương đương với mít loại 1, mít loại 2 và mít bi nha bà con. Trước tiên là giá ở Tiền Giang là 10.000, 6.000 và 3.000. Còn khu vực Đồng Tháp, An Giang giá là 9.000, 5.000 và 3.000. Ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long là 8.000, 5.000 và 3.000. Còn ở Long An là 9.000, 6.000 và 3.000. Trên đây là giá mít cụ thể của các tỉnh miền Tây trong ngày 20 tháng 5. Thì quý bà con mình tham khảo giá mít để có thể bán mít được đúng giá nhất nè. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh Nhà Nông Miền Tây, có thể làm thêm nhiều clip cho quý bà con xem. Xin cảm ơn và xin chào.